chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về cái biểu đồ chu kỳ tâm lý thị trường đi biểu đồ này đó nhiều bạn thì cũng đã biết rồi đây là biểu đồ mà chúng ta nói tới trong nhiều video thì những mà nào mà mới tham gia vào đó thì đây là một cái chu kỳ không chỉ riêng là chu kỳ cho thị trường crypto mà đây là cái biểu đồ trước là áp dụng cho thị trường chứng khoán và cái bạn thấy được, chúng ta thấy là một thị trường đó thì cái chu kỳ sẽ đi theo cái xu hướng thứ nhất là bắt đầu từ cái thời điểm gọi là hoài nghi Hoài nghi là sau khi mà thị trường đã ảm đạm một thời gian đó thì lại có cái sự tăng trưởng. Nhiều người thì có cái cảm giác là hoài nghi. Lần này giá tăng nhưng mà sẽ không thành công như những lần khác. Sau khi mà giá cứ tiếp tục tăng đó người ta sẽ đi vào cái thời điểm gọi là hy vọng có thể khôi phục. Cũng như là các bạn thấy được là giá bắt đầu à, trong thời điểm là năm 2020 đó khi mà giá trở về cái mức là 10.000 đô. Thì nhiều bạn rất là hoài nghi. Sau khi mà giá qua hơn 10.000 đô và không có trở về thì nhiều bạn đi vào cái thời kỳ hy vọng có thể khôi phục có nghĩa là vẫn chưa có trở về cái đỉnh cũ như là 20.000 đô nhưng mà rất là hy vọng kế tiếp nữa khi mà chúng ta thấy được là giá đã tới 20.000 đô và thậm chí đã bắt đầu qua khỏi 20.000 đô rồi đó thì nhiều người bắt đầu đi vào cái trạng thái gọi là lạc quan thị trường này thực sự lên giá bắt đầu đã 20.000 đô thậm chí là qua 20.000 đô một chút sau đó chúng ta được giá tăng trưởng mạnh từ 20.000 lên tới 30.000 lên tới 40.000 thậm chí là lên tới 60.000 thì chúng ta đi vào những cái thời điểm như là niềm tin niềm tin là giờ hãy tập trung vào đầu tư phấn khích là thời điểm mà các bạn có những cảm xúc như là tôi sẽ mua thêm bằng margin tôi sẽ nói để mọi người cùng nhau mua hưng phấn là cái đỉnh của một cái mùa tăng trưởng lúc đó các bạn nghĩ các bạn là thiên tài tất cả chúng ta sẽ giàu sau đó, đó giá cả sẽ có cái xu hướng đi xuống một chút và có cái sự hồi phục lại thì nhiều người sẽ đi vào trạng hay gọi là kiêu căng Chiêu căng có nghĩa là sau khi mà giá đi xuống rồi hồi phục lại đó Mọi người nghĩ là chỉ là điều chỉnh một chút để giá có thể tiếp tục tăng Lo ngại đó là sau đó giá không tiếp tục tăng mà lại tiếp tục đi xuống đó Chúng ta bắt đầu đã bước vào cái mùa uh, bear market như là cái mùa đông rồi Thì các bạn thấy được là kế tiếp đã đi vào cái thời điểm đó là lo ngại Tại sao tài khoản margin của tôi bị cháy đợt này Thị trường xuống nhiều hơn là dự kiến Sau đó giá lại tiếp tục đi xuống nữa Chúng ta sẽ đi vào cái trạng thái gọi là phủ nhận tôi đầu tư vào những dự án tiềm năng giá sẽ trở lại chứ làm sao có chuyện mà giá không tăng trở lại sau đó giá không tăng mà lại tiếp tục giảm chúng ta sẽ đi vào cái tình hình gọi là hoảng loạn lúc này ai cũng bán tôi cũng phải thoát ra sau đó chúng ta sẽ đi vào cái tình hình gọi là đầu hàng đầu hàng là sau khi mà phân lỡ mọi người đã bán hết rồi đó thì những người cuối cùng cũng sẽ nói là tôi sẽ bán hết tại vì không thể để lỗ thêm sau đó các bạn thấy thị trường sẽ đi hàng ngang ở cái mức thấp và chúng ta sẽ đi vào cái tình hình gọi là phẫn nộ tại sao vẫn có người bán ai đang sốt tại sao mà nhiều tin tốt trên thị trường mà giá vẫn đi xuống tại sao chính phủ lại không cấm việc thao túng thị trường vân vân lúc này là lúc mà nhiều người sẽ chỉ trích hệ thống sau một thời gian đó các bạn hiểu rồi chúng ta sẽ đi vào cái thời điểm cuối cùng gọi là chán nản chán nản là những người cuối cùng mà thực sự không mua lại nữa thì sẽ bán cái phần tài sản của mình tiền đã mất tại sao tôi đầu tư quá nhiều tôi là một thằng ngốc vân vân và sau đó thị trường là bắt đầu bước vào mùa tăng trưởng kế tiếp gọi là hoài nghi và cái hoài nghi của mùa kế tiếp sẽ cao hơn là mùa cũ và cứ thế chúng ta sẽ tiếp tục một mùa tăng trưởng thì câu hỏi bây giờ đó các bạn thấy được chúng ta đang ở đâu trong mùa tăng trưởng này Thôi nghĩ để chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ khác Tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn hai biểu đồ này đã cũng tương tự với nhau à, chỉ là hai biểu đồ này đi theo hai mô hình khác nhau mà thôi nhưng mà cũng chia sẻ những cái thông điệp tương tự thì nhiều người cho là chúng ta đó thứ nhất là đang ở trong cái thời điểm này gọi là cái thời điểm mà chúng ta có cái sự tăng trưởng sau đó chúng ta đi vào cái đợt điều chỉnh đầu tiên hay gọi là bear trap đó đối với lại cái biểu đồ này sẽ là cái thời điểm gọi là lạc quan thời điểm mà chúng ta được là tăng trưởng mạnh sau đó lại có một cái đợt điều chỉnh sau đó tiếp tục tăng trưởng có nghĩa là nếu như chúng ta đang ở trong cái thời điểm này thì đây là cái đợt bán mạnh đầu tiên nhưng mà đây là một cái bẫy nhưng mà nào mà nghĩ là thị trường sẽ đi vào mùa đông tại vì sau đó giá cả sẽ tăng trưởng mạnh và tăng trưởng rất là nhanh nghĩa là 65.000 vẫn chưa phải là đỉnh của cái đợt tăng trưởng này đó là cái suy nghĩ đầu tiên suy nghĩ thứ nhì đó chính là nhiều người nghĩ chúng ta đang nằm ở trong cái thời kỳ gọi là kiêu căng kiêu căng là sau khi mà chúng ta đã đạt đỉnh rồi đó có nghĩa là nếu như mà 65.000 là đỉnh thì sau đó đó có một cái đợt điều chỉnh rồi sau đó giá cả lại hồi phục lại nhiều người sẽ nghĩ đây là hồi phục lại để có thể đạt đỉnh mới nhưng mà chúng ta thực sự đã đi vào một mùa đông crypto rồi thì lúc này đó là cái lúc mà sẽ đánh lừa nhưng mà nào mà nghĩ là chúng ta vẫn đang trong mùa tăng trưởng cũng như là các bạn thấy là đó chính là cái dùng gọi là bull trap đây là một cái bẫy cho những bài nào mà nghĩ vẫn đang tăng nhưng mình thực ra chúng ta đã đi vào một cái mùa đi xuống rồi một cái mùa đông crypto rồi thì các bạn nghĩ chúng ta đang ở đâu thực ra mình nói đó Bây giờ thì đương nhiên là các bạn thấy được thuần vẫn thiên vị là chúng ta vẫn chưa thấy đỉnh. Các bạn cũng đã biết là thuần vẫn lạc quan thì cơ hội chúng ta vẫn chưa thấy đỉnh vẫn là còn chưa ai có thể biết được là tình bây giờ đó giá cả sẽ đi thế nào trong bước kế tiếp nhưng mà thuận thì vẫn thiên vị nhiên về xu hướng là giá cả sẽ tiếp tục tăng nếu như như vậy đó thì 65.000 không phải là đỉnh và nếu như chúng ta thực sự chỉ mới bắt đầu trong cái mùa mà bán đầu tiên thì các bạn thấy giá sẽ tăng lên rất là nhanh thì đương nhiên là 100.000 là một chuyện đương nhiên là có thể trong mùa tăng trưởng này thậm chí là còn cao hơn rất nhiều nữa nhưng mà ngược lại, nếu như mà chúng ta đang trong cái uh, sự hồi phục để cho chúng ta lại có cái đà để mà đi xuống mạnh nữa thì chúng ta đã nằm ở trong cái thời điểm gọi là kiêu căng rồi. Thì làm sao chúng ta biết được? Thật ra mà nói là trong thời gian ngắn chúng ta sẽ biết được mà thôi. Nếu như mà giá hồi phục trở lại đó thì nếu như mà giá hồi phục trở lại mà rời khỏi cái dùng này, cái dùng 38 40 000 và rời khỏi và tiếp tục đi lên và phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới nhiên là chúng ta sẽ lên qua khỏi 65 000 thì đương nhiên chúng ta không phải là ở cái dùng kêu căng rồi tại vì dựa theo những biểu đồ tâm lý thị trường đó thì cái đợt mà họ phục lại đó thì sẽ không qua khỏi giá của cái đỉnh cũ và chúng ta sẽ không lập đỉnh mới và cứ tiếp tục đi xuống cho nên trong thời điểm tới đây đó dài tuần tới đây rất là quan trọng chúng ta sẽ biết được chúng ta đang ở trong cái thời điểm nào trong cái chu kỳ tâm lý thị trường này thôi thì đương nhiên vẫn thiên vị về cái phần lạc quan tại vì giữ như câu nói đó lạc quan thận trọng ở thời điểm hiện tại lạc quan tại vì thường vẫn nghĩ là chúng ta có rất nhiều những cái thông tin chúng ta thấy được là trong cái đợt mà đi xuống mạnh vừa qua đó thì đã đẩy rất nhiều những người mà yếu tay ra thị trường này bây giờ thị trường nó còn lại là những người mà chấp nhận đầu tư lâu dài hơn thị trường còn lại những người mà không có sử dụng margin không có sử dụng future phần trăm nhiều tại vì những người mà sử dụng cái đòn bẩy quá cao đó thì phần lớn đã bị thanh lý trong đợt đi xuống giá vừa qua cho nên đây là cái thời điểm mà tôi nghĩ là thị trường rất là tốt Cộng với lại những thông tin chúng ta sẽ nói tới Bây giờ liên quan đến tình hình ngày hôm nay như thế nào Thì bây giờ đó các bạn thấy được là Cái biểu đồ chỉ số sợ hãi và tham lam đó Thì chúng ta đang ở cái mức là 22 Nhưng mà ngày hôm qua chúng ta xuống tới cái mức 10 Rất là sợ hãi Và 7 ngày trước đó chúng ta mức là 21 Cũng tương tự như là cái mức của ngày hôm nay